bạn hãy mặc đồ nghiêm trang khi đến nhà thờ bạn nhé. Khi đến nhà thờ, bạn hãy vào trong nhà thờ chứ đừng ngồi ngoài gốc cây hay ghế đá bạn nhé. Đến trước, bạn vào ghế trên ngồi, để người đến sau có thể ngồi cạnh bạn. Chúng ta cùng tắt điện thoại trước khi bước vào trong nhà thờ, để tránh gây tiếng ồn khi tham dự thánh lễ nào. Tắt điện thoại không chỉ là để khỏi làm phiền người khác, nhưng còn chứng tỏ là mình đang thực sự tham dự thánh lễ và không làm phiền Chúa nữa. Chúng ta không quay phim chụp hình khi đang tham dự thánh lễ sẽ gây khó chịu cho người xung quanh bạn đấy. Bạn ơi, đừng nói chuyện riêng gây chia trí cho người xung quanh bạn nhé. Hãy lắng nghe lời Chúa và bài giảng của linh mục để cho lời Chúa sinh hoa kết quả dồi dào trong tâm hồn của bạn. Dự lễ, bạn hãy hiệp thông với cộng đoàn bằng lời ca tiếng hát, sướng đáp chung với cộng đoàn bạn nhé. Chúng ta hãy ở lại cho đến khi thánh lễ kết thúc. Nhận phép lành cuối lễ. Để qua phép lành của linh mục chủ tế, Thiên Chúa ban phát dư đầy muôn ơn lành hồn xác cho chúng ta. Bạn hãy siêng năng tham dự thánh lễ và tham dự thánh lễ cách sốt sắng để kết hợp mật thiết hơn với Chúa Giêsu thánh thể bạn nhé. Bạn và tôi hãy lắng đọng tâm hồn, bỏ đi tất cả mọi lo lắng của cuộc đời để bắt đầu bước vào thánh lễ với tâm tình sốt mến và tạ ơn bạn.